Hello, chào tất cả các bạn, mình là Suho. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái việc đánh giá bằng cấp. Nếu các bạn đã học cao đẳng đại học hay là master ở một quốc gia nào đó mà không phải ở Canada, chẳng hạn như ở Việt Nam, Mỹ, châu Âu, Úc, New Zealand, tức là các bạn ở học ở một quốc gia nào đó nhưng mà không phải Canada, thì khi các bạn nộp hồ sơ theo cái chương trình Express Entry á, thì các bạn phải làm cái đánh giá bằng cấp để chính phủ Canada người ta xác nhận được cái bằng của các bạn. Cũng như mọi video khác về cái định cư Canada, tất cả những cái đường link liên quan tới video này đều ở cái đường link bên dưới. Nếu các bạn vẫn đang tìm hiểu về chương trình định cư ở Canada theo hệ thống Express Entry á, thì mình làm rất là nhiều video về cái hệ thống Express Entry. Mình link tất cả những cái đường link video mình ở bên dưới, các bạn có thể coi và tham khảo. Trở lại với việc đánh giá bằng cấp, đầu tiên để mình nói rõ là nếu các bạn học ở Canada thì các bạn không cần làm cái việc này. Các bạn chỉ làm đánh giá bằng cấp khi các bạn không học ở Canada thôi. Ai là người đứng ra đánh giá cái bằng cấp của các bạn? Có phải chính phủ Canada hay không? Không, mặc dù chính phủ Canada người ta không đứng ra trực tiếp đánh giá bằng cấp, nhưng mà họ chấp nhận cái việc đánh giá bằng cấp của những cái bên thứ ba, của những cái tổ chức quốc tế chuyên về đánh giá bằng cấp. Có đến 5 hay là 6 tổ chức quốc tế thế giới người ta chuyên về cái việc đánh giá bằng cấp này. Cái đường link của các tổ chức mà được chính phủ Canada chấp nhận cái việc đánh giá của những tổ chức này á, mình cũng để bên dưới luôn. Thì các bạn có thể chọn một trong những tổ chức này và các bạn có thể gửi bằng của bạn tới để những tổ chức này đánh giá. Nhưng mà hầu hết mọi người đều dùng cái dịch vụ của cái tổ chức gọi là West. Thì cái đường link của cái tổ chức này mình cũng để bên dưới luôn. Cái tổ chức West được cái đánh giá rất là nhanh. Khi mà mình hoàn tất gửi mọi hồ sơ của mình á, thì West hứa là 31 ngày người ta sẽ trả kết quả. Nhưng mà thực tế mình chỉ mất có 3 tuần thôi. Mình cũng biết nhiều người bạn của mình là chỉ mất có 2-3 tuần. Thường á, thì người ta sẽ trả trong vòng đúng 31 ngày. Vậy thì từ đây tới cuối video là mình chỉ nói về những cái thủ tục khi các bạn nộp hồ sơ cho cái bên West, chứ còn những cái tổ chức khác thì mình không biết nên mình không có nói được. Thì bước đầu tiên là rất đơn giản, các bạn vào website của West rồi các bạn tạo account. Khi bạn tạo account thì các bạn phải chọn một mục là application for IRCC, thì những thông tin cá nhân của bạn thôi, rồi các bạn thanh toán. Thì sau khi các bạn trả phí xong á, thì West nó sẽ đưa các bạn một cái số gọi là số reference. Những việc tiếp theo mà các bạn làm là các bạn phải gửi cái bằng và bảng điểm tới cho cái bên West. Thì về việc gửi cái bằng, nếu cái bằng của bạn là có song song Anh Việt á, tức là có tiếng Anh trên cái bằng của bạn á, thì mình nghĩ là bạn không cần dịch. Thì các bạn có thể lấy cái bản gốc của cái bằng của bạn, sau đó các bạn đem photocopy và các bạn gửi thẳng đến cho bên West. Bằng học của mình ở Việt Nam là có song song tiếng Anh với tiếng Việt, cho nên mình lấy bằng gốc ra mình photo rồi mình đi công chứng luôn. Tại vì mình đang ở Canada cho nên là mình đi công chứng bên Canada và mình gửi cho bên West. Mình biết là có nhiều bạn không cần công chứng, các bạn chỉ gửi cái bản photo thôi. Nhưng mà cái thứ hai là cái quan trọng này. Cái thứ hai là cái bản điểm. Cái bản điểm này các bạn phải lên trường, các bạn xin cái bản điểm mới nhất. Rồi sau đó là nếu cái bản điểm của bạn không có tiếng Anh á, thì các bạn phải đi công chứng. Như cái bản điểm của trường mình á, nó không có tiếng Anh. Lúc đó mình đang ở Canada, nên là mình nhờ người thân của mình ở Việt Nam lên trường đại học của mình xin cái bản điểm, rồi sau đó là đem đi công chứng. Công chứng xong á, thì người thân của mình phải lên trường lại và nhờ trường nó đóng dấu niêm phong. Các bạn phải gửi bằng cái phong bì của trường nha, là trường phải đóng dấu niêm phong, rồi sau đó các bạn nhờ trường gửi qua bên West. Thì cũng để cho tiết kiệm chi phí á, thì cái bằng mà các bạn photo ra các bạn cũng có thể kẹp vào trong cái bảng điểm luôn để nhờ trường gửi luôn một lần cũng được, các bạn không phải cần gửi hai lần. Mình cũng biết một vài anh chị là người ta học ở nước ngoài á, nếu các bạn học ở những trường nước ngoài như là Anh, Úc, Mỹ thì những trường đó thường á, các bạn viết mail lên á, thì người ta sẵn sàng người ta giúp. Mình biết rất là nhiều anh chị, ví dụ như các bạn đang ở Việt Nam, các bạn đã tốt nghiệp một trường bên Anh, thì các bạn viết mail lên thì nhờ trường bên Anh thì người ta cũng sẵn sàng người ta giúp thôi. Người ta cũng sẽ lấy cái bản điểm của bạn ra, người ta gửi phong bì từ trường gửi tới bên West. Thì cái bằng của mình ở Việt Nam á, là cái bằng đại học 4 năm của một trường cũng bình thường, không có phải trường nổi tiếng gì hết. West nó vẫn đánh giá 4 năm thôi.
down.